Phan Tả Diệp, tác dụng từ vị thuốc nhuận tràng trị táo bón cực kỳ hay. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Dược liệu chúng tôi. Và chúng tôi giới thiệu cùng các bạn cái sản phẩm đó là Phan Tả Diệp, chuyên đặc trị có tác dụng rất là tốt trong việc nhuận tràng trị táo bón. Cái tác dụng chính của Phan Tả Diệp thì trong Phan Tả Diệp thì có chứa nhiều cái hợp chất senoside là một trong những phân tử tự do có tác dụng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra nó còn nhiều cái dưỡng chất thiết yếu khác mang lại cho sức khỏe. Những tác dụng chính của cây Phan Tả Diệp như sau: nhuận tràng và chữa táo bón. Lá Phan Tả Diệp thì chứa chất xơ giúp nhuận tràng và trị táo bón. Chất xơ giúp cung cấp chất xơ gấp 4 lần so với các loại thực phẩm rau củ quả khác, giúp điều trị táo bón và ngăn ngừa bệnh tật rất là tốt. Tác dụng thứ hai đó là đào thải độc tố trong đường ruột. Lá Phan Tả Diệp có khả năng đào thải độc tố trong đường ruột, giúp duy trì sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa các bệnh đường ruột như tiểu đường, béo phì và rối loạn tiêu hóa. Tác dụng thứ ba đó là giảm nhiệt cơ thể. Lá Phan Tả Diệp thì có tác dụng làm mát cơ thể, hỗ trợ hạ men gan, lọc máu, tẩy độc gan, giảm nhiệt cơ thể, làm sạch cơ thể và giúp giảm mụn và vết đốm. Thứ tư, lá Phan Tả Diệp thì giảm cân và duy trì vóc dáng. Lá Phan Tả Diệp có khả năng giảm cân bằng cách cải thiện quá trình tiêu hóa, loại bỏ mỡ thừa và độc tố. Tiếp theo đó là hỗ trợ điều trị các bệnh về ngoài da. Với làn da sần sùi, mụn nước, sưng ngứa thì Phan Tả Diệp sẽ là hỗ trợ điều trị và phục hồi hiệu quả nhờ cái đặc tính kháng khuẩn. Thứ sáu đó trị rối loạn tiêu hóa. Lá Phan Tả Diệp có khả năng sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa, đặc biệt kết hợp với các bài thuốc khác như là Binh Lang, Đại Hoàng hoặc Sơn Tra. Thứ bảy đó là Phan Tả Diệp thải độc gan cực kỳ tốt. Nếu bạn là người hay đi uống bia, rượu hoặc là sử dụng các cái thuốc Tây thì các hoạt chất trong Phan Tả Diệp kích thích enzyme gan để thải độc, giúp làm sạch gan và loại bỏ các cái chất đó có thể gây hại cho gan. Cái cách dùng cái Phan Tả Diệp này thì cũng khá là đơn giản. Đấy. Chúng ta chỉ việc là đun nước, pha trà chúng ta uống. Đấy. Tuy nhiên là cần phải sử dụng đúng cách và liều lượng, không thì sẽ mang lại cái tác dụng không mong muốn. Có nghĩa là chúng ta không dùng cái Phan Tả Diệp này quá lâu, quá dài ngày. Đấy, chúng ta nên dùng khoảng 1 đến 2 tháng, sau đó chúng ta lại ngừng, sau đó chúng ta sẽ lại dùng tiếp. Chúng ta không nên dùng cái Phan Tả Diệp này liên tục nha các bạn nhé. Một số khuyến cáo mà khi các bạn sử dụng cái Phan Tả Diệp này: lá Phan Tả Diệp có thể được hãm như trà để uống. Khi hãm, bạn nên thực hiện các bước sau. Thứ nhất là cho lá Phan Tả Diệp vào bình, rót nước sôi vào bình chứa lá Phan Tả Diệp, hãm lá trong khoảng 5 phút, sau đó là gạn lấy phần nước đầu tiên. Lặp lại quy trình này 3 lần, sau đó là hòa trộn các cái hãm nước lại với nhau và uống thay nước trà hàng ngày. Có nghĩa là các bạn pha làm 3 lần đấy. Sau đó thì chúng ta trộn ba loại nước, ba của cả nước ba lần này lại với nhau và chúng ta uống thay nó là hàng ngày. Đấy, được chưa? Với lá Phan Tả Diệp phơi khô, bạn có thể là dùng 20 đến 30 gram và đun với 800 ml nước, đậy nắp trong khoảng 58 phút là có thể dùng ngay được. Đấy. Vừa rồi thì chúng tôi có đã giới thiệu cùng các bạn về cái công dụng, tác dụng của cái lá Phan Tả Diệp. Đấy, thì trước mắt các bạn đây là cái sản phẩm Phan Tả Diệp của bên công ty Dược liệu Hòa Bình chúng tôi. Đấy, 100% từ lá Phan Tả Diệp. Thì các bác nào đang có nhu cầu mua cái lá Phan Tả Diệp này thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. Hoặc là gọi điện trực tiếp chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đặt ở tiêu đề hoặc trên màn hình video này. Đấy, rất cảm ơn các bác đã xem video, các bác ủng hộ kênh chúng tôi bằng cách đó là đăng ký kênh hay chính là subscribe, nhấn cái chuông bên tay phải và các bác để lại những cái bình luận để chúng tôi có nhiều cơ hội để tương tác và trả lời thêm những câu hỏi khác. Xin chào, hẹn lại các bác ở những video tiếp theo.